Hello các bạn, hello đồng bọn. Hiện giờ Bảy đang đứng tại French Park Care Center ở thành phố Santa Ana. Hôm nay có hẹn đi thăm anh Lê Quang với lại Cam Thơ và ông Mười Đức Tiến. Thì Bảy nãy giờ đã tới, đã nói chuyện với anh Quang rồi, nhưng mà Cam Thơ mới nói là bữa sau bà hứa là có sẽ livestream cho đồng bọn xem, mà không có livestream thì Bảy mới nói ô, nếu mà được cái sự cho phép của Cam Thơ cũng như Lê Quang thì Bảy sẽ livestream. Thì bây giờ là Bảy đang đến cái sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh mà đi thăm Lê Quang như thế nào, rất là nhìn rất là thảm và rất là tội nghiệp. Đây là người thân phải đứng ở ngoài và nhìn vào bên trong. Đó là tham khi thăm anh Lê Quang thì chỉ có thể đứng ở bên cái song cửa này và nhìn vô thôi. Đó. Để cái máy quay ở dưới. Không sao, cũng thấy mà. Lính. Anh hai nói chị Di mặc đồ giống không quân. Ba bảo là lính mà. Hello anh Quang. Anh say hi mọi người đi cho mọi người biết là hôm nay. Chị mọi biết hôm nay sức khỏe của anh như thế nào. Rồi, chào các bạn, hôm nay Lê Quang rất là khỏe. Mặt mày đẹp trai à. Rất là khỏe. Dạ. Chỉ mong ăn được, ngủ được, cho mập lên là được rồi. Là sắp sửa về nhà ha. Mập chút thôi chứ ốm đẹp trai hơn. Ốm đẹp trai nè, mập chi nó phải mập lên tí. Mập thêm tí xíu nữa, mập thêm tí xíu nữa. Ốm mà khỏe là được rồi. Thấy không? Dạ. Mập bụng bự khó chạy bộ lắm. Đuôi hả? Giống ông Đức Tiến không được đâu. Tiến nó người mẫu rồi. Người mẫu bụng bự. Nó thị số hết rồi. Sức khỏe của anh Lê Quang hôm nay thì rất là khả quan phải không? Là coi như là anh tốt. Thấy anh là rất là tốt. Vậy là quá là mừng rồi. Yeah. Đó. Coi như tập đi tập đứng làm sao nói cho mọi người biết luôn. Nói chung là sáng nay là tập đi là ok đúng rồi. Dạ. Tập đi bằng worker là nhảy một chân đúng không anh? Đúng rồi, nhảy một chân. Vậy kỳ này về em với anh đi nhảy cò cò nha. Nhảy cò cò chắc thắng hết rồi, không ai chạy nhảy lại ảnh đâu. Rất là nhiều fan hâm mộ cũng như là đồng bọn với bạn bè ca sĩ đó coi như là gửi lời thăm anh cũng như là gửi lời cầu nguyện vẫn tiếp tục. Dạ. Mọi người vẫn tiếp tục cầu nguyện cho cái sức khỏe của anh, mong anh mau bình phục. Thì không biết là có thể mà xin phép, tại vì mọi người cũng đang thắc mắc có nghe là anh phải bị bỏ đi một cắt bỏ chân, cưa đi một cái chân bên tay phải, thì không biết là có em cũng muốn xin phép để cho mọi người thấy được không, hay là nó đang lành rất là tốt, đang lành rất là tốt, đang lành không biết làm sao. Đưa lên trên hả? Nhưng mà làm sao tôi thấy? Đang băng lại đây. Đây, tôi cầm. Cái này Cam Thơ kêu bằng cái gối ôm. Đúng rồi, đang băng lại. Và nó cắt lên nửa cái ống quyển hả anh? Nửa ống quyển tới đây nè, tới đây đó. Dạ. Gần nửa cái ống quyển. Ừ. Có thấy không vậy? Chắc thấy hả? Chắc thấy rồi. Bây giờ bà thò cái điện thoại vô trong này nè. Bà mới thấy. Bà nghiêng qua, cong nghiêng, cong nghiêng. Nghiêng cái điện thoại qua rồi thò vô. Nghiêng vậy hả? Đúng rồi đó, thông minh quá. Thấy rồi đó. Đó, đây. Bà làm YouTube hoài mà. Hôm nay đã. Đó, thấy rồi, thấy đó. Bà thấy cái chân ảnh dễ thương không? Dễ thương. Bây giờ bà có gối ôm rồi đó. Mọi người ai cũng nói thương quá, coi như là rất là thương anh. Nhưng mà hôm nay được cái mọi người đến đây là thấy anh Quang rất là khỏe trở lại, mặt mày sáng sủa. Mặt mày sáng sủa. Dạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ. Tinh thần của anh cũng như là rất là tốt nữa. Chứ cái lúc trước khi đi mổ là thấy anh mệt mỏi lắm, nhưng mà hôm nay nhờ bạn. Nhưng mà anh cho em phỏng vấn anh tí nè. Từ ngày anh bị bệnh vậy đó thì anh thấy Cam Thơ như thế nào? Thấy Cam Thơ hả? Dạ. Thơ thấy thương quá.
nắm tay nè, thương thì nắm tay đi. Thương sao bằng anh cũng thương hơn chứ, anh là dễ thương hơn em. Hồi nãy bác nói là thương anh nhiều hơn, nhiều lần hơn trước đó đó. Bây giờ thương không nhiều lắm rồi, nói đi thôi. Thương chứ. Cái đó là cái điều mà quý giá mà ai cũng mong muốn trong lúc này đó, là cái tình yêu thật sự, phải không anh? Một cái tình yêu thật sự, một cái tình yêu to lớn mà có người vợ có thể mà dành cho chồng của mình. Anh phải nói. Anh nói gì anh? Mong muốn là cảm ơn các bạn trên Facebook đã gửi lời cảm ơn các bạn trên Facebook. YouTube nữa. YouTube nữa. Dạ. Cầu nguyện. Chúc. Có chị Thủy hỏi thăm anh nữa. Chị Thủy. Chị Thủy làm cái một cái chương trình collection nhạc của anh không á, của chị trung Thủy. Tâm Thiên Nga đó. Dạ. Ồ vậy hả? Có. Chị Thủy đang coi mình luôn á. Dạ. Ủa chị Thủy đang xem hả? Đang xem luôn. Dạ. Chị Thủy có nói chúc à, chị Thủy có chúc mừng anh kìa trong này nè. Dạ chị Thủy à. Xem. Nói chi lời gì với chị Thủy đi. Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Cảm ơn chị Thủy. Dạ. Cái chương trình Music Box gì đó nhiều người khen lắm. Quá trời người coi luôn đó anh. Bài Lạc Mất Em của em hát chị Thủy cắt ra một bài á, có một ngày 100.000 view đó anh. Anh biết chưa? Wow, đã vậy đó. Kỳ này em nổi tiếng luôn rồi đó anh. Nhờ anh mà em nổi tiếng phải không? Nhờ hồng ân của anh mà em nổi. Cuộc đời của em mà không có anh làm chết. Đúng không? Nhiều khi cuộc đời nó có một cái sự thay đổi bất ngờ mình không biết được, nhiều khi nó có một cái sự cố vậy đó mà tự nhiên đã tìm quá trời mình thay đổi cái cuộc đời của mình, đúng không? Bây giờ nè, anh á thì được vợ thương nè, thấy không? Được vợ thương đó, rồi con thì quá là có hiếu rồi, bé Két thì phải nói là tuyệt vời rồi. Xong á rồi Cam Ro đó thì là bây giờ coi như là càng ngày càng nổi tiếng hơn, tại vì không phải vấn đề là ca hát nhưng mà người ta thấy được một Cam Thơ ngày xưa rất là vô tư, mà bây giờ là một người vợ đảm đang, thương chồng, rất là tâm tư, coi như là một người vợ mà phải nói là trên cả tuyệt vời, anh thấy không? Đó, và bao nhiêu tình thương là dành hết cho anh trong lúc này. Hồi nãy anh biết không, không có anh bả cũng không muốn làm sinh nhật luôn đó. Đó chứ em là định tổ chức sinh nhật cho Cam Thơ là ở iTango. Đó là chị cũng mời bạn bè ấy thôi, nhưng mà bà nhất với ba không làm là không làm. Trên cuối cùng phải kéo về nhà làm là vậy đó. Tôi chờ ảnh về tôi mới làm bà. Vậy lúc mà trễ rồi sao? Làm trễ. Sinh nhật bé Kết 26 làm chung. Vậy hả? Ok. Cũng được. Nếu vậy đi. Anh về ngày trước ngày 26 ha. Sáng này hả? Sẽ về trước 26. Dạ. Với lại mong mọi người là tiếp tục cầu nguyện cho ảnh. Để ảnh mau về nhà, với lại còn mổ cái mạch máu nữa. Nha. Khi nào mổ chưa biết hả? Ngày 19 này đi khám lần nữa nè. Rồi mới quyết định ngày. Nha, ráng nha. Okay. Tại vì mổ mạch máu cái cổ của anh cũng phải ngưng như là đứng im 2 ngày. Mổ xong cái cổ của anh không có được nhất 2 ngày. Rồi là anh phải trải qua thêm một cái khó khăn nữa nha. Mọi người hãy cầu nguyện cho anh. Bây giờ không cần mọi người giúp gì hết, chỉ cần lời cầu nguyện thôi là đủ rồi. Cảm ơn chị Duy, cảm ơn Linh Trần. Okay. Dạ. Bây giờ y tá đưa anh vô rồi nè. Em nắm tay cái trước khi anh vô. Dạ. Ráng lên anh nha, mọi người thương anh nhiều lắm nha. Sớm gặp lại nha anh. Sớm gặp lại nha anh ơi. Dạ. Yeah. Thank you so much. Oh, you're welcome. Ráng lên nha anh. Okay. Có gì hay khám tiếp. Bye anh Quang nha. Giờ nó nóng quá. Đó, các bạn ơi, các bạn thấy không? Thâm bệnh mùa Covid nó như thế đó. Nhưng mà mấy bạn nào mà
mấy bạn nào mà theo dõi YouTube bà Tám á là sẽ biết rồi. Còn chỉ có những người mà Facebook của Achizi á thì chưa biết thôi. Đây. Đó, vô đây để nói chuyện. Đó các bạn thấy đó, là khi mà đi thăm á là phải đứng ở ngoài vậy đó, mà đứng ở ngoài nắng vậy đó. Cái lỗ. Rồi cứ nhìn qua cái cổng. Cái lúc mà bà nói với tôi biết á là chắc thấy mới gọi đó. Tôi gọi cho bà. Ở ngoài hả? Chắc gọi đi nó là đang live, không có bắt qua được. Thì đây là lần đầu tiên từ bữa giờ vậy mới được đi thăm anh Lê Quang. Cũng không biết là được thăm nữa. Đâu có biết đâu, tự thấy nói là thăm khó khăn lắm. Nhưng mà nghe xong là... Đang live stream với bà Chi Di, Lâm Thứ Vân ơi. Đang live stream. Có gì nói gọi lại. Có gì sau, gọi lại cho bà Chi Di sau nha. Bà đang live stream mà không bắt máy bà được. Áo khô rồi. Okay. Đó, các bạn nó mát hơn nè. Các bạn thấy nó thảm thương không? Thì hôm nay là có cả ông Mười đi nữa. Ông Mười đầu tiên. Dạ hôm nay đi qua đây nữa hả? Đây mát nè, đứng nói chuyện quá. Xong qua kia đi chứ đứng cũng được. Đứng đâu để làm gì có chỗ. Hôm qua ra con xe đi kìa, xe đứng kìa. Ra đứng cái chỗ cái xe mát. Xe, cái cây đi chứ hơi đâu mà đứng. Đứng đây giống như khổ vậy là trời. Trời ơi, ở Mỹ mày giống như ở đâu vậy? Khổ vậy sợ. Đây mát nè. Đứng dưới bóng mát nè. Tại vì đứng ngay ngoài nắng mấy từ giờ là đang giờ trưa nữa các bạn. Rồi đó. Đó bây giờ cho mọi người xem cái đằng sau đó đó không là cái khuôn viên của cái chỗ mà Rehab Center. Đó, chỗ mà anh Quang đang điều trị. Bây giờ thì mọi người đang ngoài parking lot rồi đứng nè. Đây hồi nãy bà nói gì á? Nói gì quên mất tiêu rồi. Nói gì quên mất tiêu rồi. Đó, bữa nay là bà Chi Di bả live stream trên cái quang cảnh để tham quan thì mọi người là nếu mà coi trên YouTube là biết hết, tại vì Tám đi thăm lần này mỗi ngày là lần thứ 6, thứ 7 rồi. Mỗi ngày là như vậy á. Bữa sinh nhật tôi là đứng ngay cái khung này nè. Đó, ngay cái khung này nè. Đó, khung đó. Sinh nhật tôi là bữa sao hôm bữa không đứng, sao hôm nay đứng đây mà đứng bên đó? Nắng. Với lại ít người thì đứng bên đó, tại bữa 11 người đi thăm luôn. Mới đứng ngày đó đó. Okay, bữa sinh nhật của tôi á. Đó, rồi hôm nay thì ít cho nên đứng ngày đó. Rồi thì mọi người cũng cho mọi người biết chút xíu về cái khi mà người ta bệnh mà mùa Covid mà đi thăm. Có những người ta nói mấy tiểu bang kia không cho thăm luôn á. Đúng rồi. Bây giờ mình thăm nhìn mặt bởi còn bởi mừng á. Bởi vì tôi mới không có nghĩ là, tôi tưởng nó chỉ cho, nó cho người già vô thăm thôi, đâu có biết là có được bạn bè vô thăm. Mặt đẹp mà sao đeo hoài vậy bà. Bà ra đây bà còn sợ nữa. Quên, cầm mặt giùm tôi. Bị liệu. Quên. Bà đang chạy chấm tại mặt mũi. Chi Di nói là Chi Di đến giờ chút xíu, tại vì Chi Di phải làm tóc hết 15 phút, tự làm chứ lộn. Rồi bây giờ hồi hộp lắm, tại hẹn với bả mà mới trời ơi, một cho gặp có 15 phút thôi đó, coi như là 11 giờ rưỡi là bả phải có mặt, để 11 giờ 45 là người ta đẩy ông vô rồi, mà sợ hả, sợ bả tới là người ta đẩy ông vô rồi. Sợ bả tới bả nói khoan đợi tôi khoan. Nhưng mà may quá chị đến bả. Thường thường bả đi trễ 1 tiếng không à. Mà người ta cho, mà người ta cầm bả có nửa tiếng à. Lần đầu tiên bả tới đúng giờ, trễ chút xíu à. Trễ 3 phút. Giỏi ghê luôn. Tôi đã canh rồi, là tại vì tôi biết là ảnh ra như vậy là tôi biết là tôi bị trễ thì đúng rồi. Đáng tôi chạy. Cái mà gặp cái navigation nó chỉ tầm 7 tầm 3 nữa. Đúng rồi, lần đầu tôi đi cũng bị đó. Cái kỳ vậy? Lần đầu tôi đi nó chỉ qua bên kia. Google Map. Không, đi bằng cái của xe hả? Của xe luôn á. Xe nó chỉnh lum la. Nó chỉ tùm lum la rồi mà nhưng mà tôi nó chỉ xong rồi nó đổi xong rồi tôi vẫn giữ cái đó. Thành ra là đi đúng đường luôn. Nó chỉ đi đường đó xong rồi tôi đến gần nó đổi đi đường khác. Nhưng mà tôi nói sao kỳ vậy nè, nhưng mà tôi vẫn giữ lập trường là lần đầu tiên nó chỉ sao tôi đi y chang vậy, thế là tôi đến nơi luôn không bị lạc. Hay quá, mới đầu tôi đi bị lạc chứ bộ. Đi lạc hết sao kỳ quá. Trễ 20 phút ảnh ra ảnh ngồi đứng 20 phút ổng không đợi thấy không thấy mình để đẩy vô rồi mình tới đẩy ra con mệt, cái ngày đầu tiên ổng mệt đuối. Mà hồi nãy á phải nói là nhìn thấy anh Quang xong rồi kia là cũng không có mặc dù trong lòng mình nói ảnh là cố lên nhưng mà cũng không có thể mà kìm được nước mắt, thấy cái cảnh đó, nó ai cũng vậy đó, ai tới gặp ảnh cũng không kìm được nước mắt, cũng không kìm được nước mắt. Cái gì vậy các nhìn mẹ gì vậy, mẹ sao vậy?
cái bớt gì là đeo khẩu trang đó, khẩu trang ai cũng bị cô con này ịn đầy khẩu trang nó có cái có cái lằn á, có cái lằn đeo lâu là nó có cái ngấn á, tôi bị hai cái lằn này nè, hai cái lằn đây luôn, nhất là mặt tôi trắng nữa nó dễ ịn vô dễ thấy nên chứ sao tối quá ha, không có tối đâu, tại vì mình đứng ở ngoài sáng á, tôi nói là đứng xa xa đó là đó, đứng gần vô đưa mặt ra đây mới sáng nè, trời ơi đúng rồi ra đây mới sáng nè, thấy không cũng vậy, vậy à. Tại vì mình nhìn vậy thôi. Ừ. Tại vì bạn có thấy rõ mình, không? Mình đang ngoài sáng mà biết không? Ừ. Đó, đó sân bưng à, tôi đang nhìn đúng rồi, mình đang ngoài sáng. Bé ghét nè. Hồi nãy bé ghét muốn tâm sự gì với ba nè, thấy lúc lúc mà xong ra đứng mình là thấy nhiều tâm sự. Hồi nãy này chút ba gì? Ba cái gì mà nãy con nói yếu đuối là gì đó? Vì em yêu đuôi. Không phải, bà kia kìa. Em vẫn yêu đuôi. Đâu bởi gì đó? Sao tất cả à? Sao tất cả mình là trở về với nhau hả? Cái, ô, rồi các bạn nhớ nhớ đón đón nghe bài hát hit sắp tới nha. Chưa sáng tác mà chưa sáng tác quyết định luôn mà sáng tác bởi Lê Quang và Trizy. Lời ý Trizy lời Lê Quang ý Trizy. Coi như là nhạc và lời là của Lê Quang, tựa là của Trizy. Giống như bà đặt tựa cho bài Lâm Thúy Dân á. Ở gì mất nhau mùa đông và ở gì mất nhau mùa thu. Nhau mùa xuân. Mùa đông có người yêu mới. Không, bữa đó gì á. Nó mất nhau mùa thu. Mất nhau. Có người mới mùa đông. Mất nhau mùa đông. Mệt quá. Mùa thu có người mới. Không, mùa xuân mà đông là tính tính là xuân với sau thu. Mùa xuân, mất nhau mùa thu, mùa xuân có người mới. Đúng rồi. Còn đặt tựa cho bài Lê Quang, cái bài của Lê Quang phải biết tặng cho Cam Thơ là điều to lớn hơn đó. Điều to lớn hơn. Tại vì chứ không phải điều giản dị. Khi mà mình mất đi một cái điều gì đó thì ông trời ông sẽ cho mình một cái điều khác to lớn hơn, và cái điều khác to lớn hơn là không ai biết. Đó là chỉ có anh Lê Quang với là Cam Thơ biết thôi. Và cái Trizy có nói với anh Lê Quang là bây giờ em có cái ý kiến là sẽ đặt cái tựa của cái bài hát là điều to lớn hơn. Chứ mà điều to lớn hơn, bốn chữ. Hồi xưa có bài tình thơ, bây giờ là tình Cam Thơ. Nói chung là viết và bà sẽ hát. Tại vì bao nhiêu năm rồi Cam Thơ anh rồi. Từ ngày Lê Quang viết nhạc cho những các ca sĩ như là hết bài hit này đến bài hết các, mà trong khi bà xã mình chưa có bài nào. Chưa có hit này cái nào. Nên kỳ này là sẽ hit. Đó. Mà là hít thật sự luôn đó. Cái này hít thật sự hít luôn. Hít thông các bạn, hít thông. Hít thật sự luôn đó. Hít thông hứa gì phải hát, còn không đưa cho người khác hát. Nhưng mà chị gì hát. Bả đổi thành nhạc hiếp không? Anh nhạc rap luôn á. Chẳng ai thấy cảm động hết trơn. Cầm gì kỳ vậy, ông Đức Tiến mới cầm gì đâu á. Ông cầm. Tôi mỗi tay mà đưa tôi mỗi tay. Thôi bây giờ đi về được rồi đó. Đi về được rồi. Livestream cho các bạn thấy cái hoàn cảnh ngày hôm nay. Tại vì mọi người cũng nghe nhiều rồi thì hôm nay thật sự bảy mới lần đầu tiên tới gặp Tình Tử, cứ tưởng là không có nghe bà nói, cứ tưởng là chỉ có gia đình thôi, không có được bạn bè tới thăm. Nhưng mà ngày hôm nay thì tới thăm thì thật sự là thấy rất là thương anh Quang. Xin mọi người cứ tiếp tục cầu nguyện cho anh và cũng không mong gì hơn là mong gia đình của bảy đây với kết là gia đình của tám đây chứ bảy gì không, bảy cũng phải cần sức khỏe đúng rồi, mà là tám đây với kết đây bà ngoại rồi tất cả người trong gia đình phải là thật là nhiều sức khỏe để mà là cái chỗ chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh Quang ha trong những ngày sắp tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bà Linh chui mặt vô coi, bà Linh. Linh có đây Linh mà nãy có giờ nè. Né không à. Đó, rồi. Người bạn đồng hành nè. Bà Linh quay YouTube cho Tám á, nhớ đón xem YouTube của Tám nha. Dạ. Bà đi đâu giờ có cameraman, bà camera Linh. Woman chứ. Còn hơn là ngôi sao celebrity Mỹ nữa đó. Mỹ còn chưa có luôn. Là cái Tám là quay YouTube khúc đầu, còn bà TG bả live stream khúc cuối. Cho nên là các bạn được coi toàn đầu. Khúc đầu là cái tâm sự với anh Quang. Đó. Thì sao bà nói ủa sao bà hứa với đồng bọn mà livestream xong rồi bà quên luôn hả? Đúng rồi, bà hứa cho đã xong rồi bà tới bà không livestream. Không phải, tại vì tôi không có biết là có vậy mà bà hứa được không? Tôi hứa là tôi hứa làm tôi hết hà thôi. Chứ đâu có hứa là quay anh Quang đâu. Rồi okay. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Tiếp tục cầu nguyện nha các bạn. Chào bye bye. Tạm biệt. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.